Beach, Florida. Ngọc Ánh xin kính chào các bạn thân mến đang đến kênh của Ngọc Ánh. Ngọc Ánh là buôn người buôn bất động sản tại Florida, nước Mỹ đã hơn 30 năm. Ngọc Ánh cũng là chủ công ty bất động sản và cũng là chủ nhiều bất động sản như là nhà trọ, phố thương mại tại Florida. Ngọc Ánh bắt đầu sự nghiệp bằng một con số 0, là một người đi tị nạn tới Hoa Kỳ. Hôm nay Ngọc Ánh muốn chia sẻ với các bạn một chủ đề mà rất nhiều bạn đã email gửi tới cho Ngọc Ánh. Câu hỏi như vậy: không có thẻ xanh, mua được nhà hay là cơ sở thương mại, phố xá, phòng trọ tại Mỹ không? Nhà ngân hàng của Mỹ có cho người ngoại quốc mượn tiền đầu tư bất động sản không? Nhiều anh chị em tại Mỹ, ở tại Việt Nam muốn mua nhà và phòng trọ đầu tư tại Mỹ thì hay thắc mắc chuyện này. Thì mình sẽ trả lời câu hỏi này là rất là giản dị. Dạ được các bạn, không cần phải thẻ xanh mới, không cần thẻ xanh cũng mua được nhà, được phố, được mua nhà, mua những bất động sản đất đai tại Mỹ. Ngân hàng Mỹ cho người ngoại quốc mượn tiền nếu họ đem được 20-25% tiền đặt cọc. Có ngân hàng thì họ đòi tới 30%. Nhưng mà có điều này rất là hay mà mình muốn chia sẻ cho các bạn là những tư nhân tại Mỹ, có những cơ sở thương mại tại Mỹ bằng lòng cho người ngoại quốc mượn tiền mà chỉ đặt cọc chừng 10-15%, nhưng mà tiền lời của họ thì cao hơn. Thì ngân hàng cho mượn để mua nhà thì khoảng chừng 3-4% một năm, mua nhà trọ số thương mại thì chừng 6-7%. Người tư nhân thì có thể cho mượn tới 8-9%, nhưng mà người tư nhân thì họ cho mượn dễ dãi lắm, không cần phải giấy tờ nhiều. Người ngân hàng Mỹ khi cho mượn tiền thì họ bắt phải nộp giấy tờ để xem, để coi là nếu mua nhà để ở hoặc là cho mướn thì để họ giấy tờ để coi thử người kia có người mua có những tài sản ở đâu. Điều thì nó hơi khó, nhưng mà nếu bạn đưa 30% thì rất là dễ dàng. Tại sao nên mua đất đai, nhà cửa, phố tại Mỹ? Hiện nay thì mình đã hướng dẫn cho rất nhiều người ngoại quốc từ Pháp, từ Anh, từ Ý, từ Ấn Độ, từ Nam Mỹ mua phòng trọ và phố xá tại Mỹ. Tại sao vậy bạn? Họ có nhiều tiền, họ có thể là mua làm ăn tại xứ của họ hay là ở Việt Nam, nhưng mà tại sao họ muốn đem tiền qua Mỹ? Đa số là những đại gia ở những quốc gia đó thì họ rất là nhiều tiền, họ có đầu tư bất động sản tại quốc gia của họ. Nhưng mà có nhiều quốc gia mà tình hình chính trị không ổn, mình không nói được nhìn ra được quốc gia nào, nhưng mà khi mà có những quốc gia mà khi mà thợ thay đổi người cầm quyền thì là những người trong chế độ trước có bị hơi khốn khổ, có khi là tiền bạc bị tịch thu hoặc nhà cửa đất đai bị tịch thu. Chuyện này xảy ra rất là nhiều hiện nay tại nhiều quốc gia mà mình không nói tới được. Nếu bạn đọc tin báo thì bạn sẽ hiểu. Thì những người giàu có tại những quốc gia đó, họ muốn cho an toàn
thì là đầu tiên là họ gửi vợ con họ, nhất là con họ đi học ở nước Mỹ, để cho đứa con nó ở nằm ở nước Mỹ rồi, có chuyện gì lộn xộn thì nó đã ở nước Mỹ, thì cha mẹ tìm đường đi sao. Có người thì cho cả vợ con đi qua Mỹ luôn. Khi họ thấy tình hình không ổn, họ đem một phần tiền của họ đem qua, để một phần ở ngân hàng, một phần là họ mua nhà để vợ con ở, một phần là họ đầu tư phòng trọ. Đầu, như vậy là cũng vào chiều chắc chắn là tiền yên ổn. Thứ hai là chuyện làm giàu. Tại vì phòng trọ ở Mỹ á, thì làm giàu được hai thứ: thu tiền mướn mỗi tháng, giá trị của miếng đất cất phòng trọ càng ngày nó càng lên nếu chọn được những chỗ tốt, những chỗ mà phồn thịnh, những chỗ như ở gần nước biển, gần biển. Tại gần biển thì là càng ngày đất nó càng hiếm, thì những phòng trọ, những phố ở gần đó, gần biển là cái đất nó càng ngày càng lên giá. Mình ví dụ như là mình có mua một cái phòng trọ, một dãy phòng trọ 20 căn cách đây là 15 năm, thì năm vừa rồi mình bán được là 2,5 triệu. Mình trả, hồi đó mình mua là chỉ có 400.000 đô thôi. Những dãy phòng trọ khác của mình thì cũng lên giá như vậy, mua 200.000, bây giờ người ta trả đã 2 triệu. Mình bán căn phòng dãy phòng trọ này, tại vì mình lo sợ là tình hình chứng khoán nó hơi cao, nó hơi khó khăn. Nếu mà chứng khoán sụp đổ thì là tốt nhất là có một số tiền mặt trong túi, để mà khi thị trường chứng khoán sụp đổ thì phòng trọ nó sẽ giảm giá, thì mình đi mua thêm, thì mình bán căn nhà, bán dãy đó 2,5 triệu để mình cho nó chắc ăn. Nhưng mà bạn ơi, mình có hơi sai lầm, tại vì nó càng lên giá nữa. Bây giờ cái người mà mình bán đó, họ treo giá cái dãy phòng trọ đó, họ treo giá 4 triệu. Giá 4 triệu tức là họ sẽ bán cỡ chừng 3,5 triệu, 3,8 triệu, thì nó đã tăng lên 1 triệu đô trong vòng 2 năm. Mà mình nghĩ là chắc chắn, cầm tiền trong tay cho nó chắc chắn, tại mình không cho nó chắc ăn. Vậy tóm lại, muốn đầu tư phòng trọ hay mua nhà bất động sản tại Mỹ, bạn không cần phải có thẻ xanh, bạn không cần phải ở tại chỗ để điều khiển nó. Ở đây có những công ty management rất giỏi, bạn trả lại và trả tiền cho họ, họ sẽ quản lý cho bạn hết. Họ không dám làm chuyện tầm bậy, tại ở đây luật pháp rất nghiêm minh. Lừa gạt tiền hay làm sổ sách không đúng thì cái người quản trị đó họ sẽ ở tù. Người quản trị ở Mỹ là phải có bằng cấp, phải đi học. Họ có những công ty, họ là công ty lớn, họ quản trị nhiều lắm, chứ không phải là chỉ quản trị của bạn không. Họ có luôn một đội người thợ để sửa sang này sửa sang kia, chuyện giỏi lắm. Mình đã hướng dẫn cho nhiều khách hàng mua phòng trọ, có khi là mua một dãy phòng trọ đó 4-5 triệu căn, 4-500 căn. Rồi mình chỉ với họ những công ty chuyên về quản lý management, có bằng cấp, có kinh nghiệm, trả cho họ chút tiền nhưng họ quản trị cho mình, và giá càng ngày nó càng lên cao, mà quản trị gọi là professional là đúng. Bây giờ nếu mà bạn mua nhỏ thôi, mua 20 căn phòng trọ, 40 căn phòng trọ, thì bạn cũng có thể mướn một người có bằng cấp management để quản trị cho bạn, để bạn trả lương cho họ. Nếu không thì bạn hùng với lại một người nào, ví dụ là bạn mua 1 căn 20 căn cho là 2 triệu đô, nếu mà mua xa ra chút á, khỏi xa vùng biển chút á, thì chừng 1 triệu đô, 1,5 triệu có. Nhưng mà bạn cho một người nào mà bạn có biết có kinh nghiệm để quản trị, thì bạn nói bây giờ anh quản trị cho tôi thì tôi trả cho anh 1 tháng chừng đó tiền, hoặc là anh quản trị cho tôi cho anh 5% của cái giá trị tài sản. Nếu mà bạn anh quản trị giỏi, càng ngày lên giá thì là cái phần của anh nó sẽ càng ngày nó càng to.
thì chỉ cần 200.000 đô thì bạn sẽ mua được một dãy trị giá 1 triệu đô. Thì cái người mà hùng với bạn hùng thì họ Hồng Kông, họ không có tiền Hồng Kông hùng sức, không trả lương mà được trả theo cái percentage, cái phần của giá trị thì họ sẽ hăng sức họ làm. Thì từ đó lên có nhiều cách, trong những video tiếp tục mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm sao mượn tiền, làm sao kiếm người quản lý phòng trọ và làm sao kiếm được phòng trọ nào để nó càng ngày càng lên giá. Xin chào các bạn ở đây, hẹn lại video tiếp sau. Trong video sau đó mình sẽ quay cho bạn coi một dãy phòng trọ của mình. Mình mua 200.000 đô, bây giờ là trị giá là 250, là 2.500.000, mà mình không có bán, mình để đó tại mình biết là càng ngày nó càng lên giá. Chào các bạn.